Xin giãn mà. Hey yo, what's up anh em nha. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh của mình. Là lúc kỳ đây. Nay mình sẽ chơi đấu trường chân lý cho mọi người. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc các bạn xem stream vui vẻ đó. Các anh em theo dõi cho mình xin một like subscribe nha. Mình là Lucky Minh Hào of Scar of Schedule. Các anh em hãy theo dõi MV mới nhất của mình và enjoy nữa nha. Enjoy cái MV mới nhất của mình. Ở dưới có một cái xe, ở dưới xe mấy cái CPU á, nó cái quạt làm mát 24/7, công nghệ hiện đại, CPU là một bằng mát, là một bằng gió. Vay rút tiền kia ra kia, anh thấy về ra kia phải anh không, thì nhìn anh lạ chứ, có ai chưa vô trận kìa. Ok, let's go. Còn này của em, của em hỉ, của em hỉ, mình chia đôi ra, mình chia đôi ra. À ra cúc cúc. Nó giống ARA mình cúc cúc đó. Nó mà ARA mình là mình cúc cúc. Như là la. Là có thể cân được mấy bài bậc 2. Dư đúng không anh?
Em chơi Hiển Long hệ xe phép chơi Hiển Long kèo gì kèo gì à kèo đấu chân lý hả à. Anh ấy à rồi bao nhiêu cho nước ghi lên rồi lớp 2 mới chịu nha. Chơi ám long nha anh em. Anh chơi ám long được anh thế à? Em chơi anh chơi gì đó anh đẹp. Em chơi Huyễn Long nhìn em giống đồ long nhờ. Rồi đưa mặt cho em chém vô rồi. You pick the wrong side. Mà được ấm lòng từ sớm. Nó được sẽ chơi ám long nhỉ, để xem thử có ra ám long tiếp không. Rồi thêm một thằng chơi Hiển Long luôn. Ghép đồ cái này đưa mặt cho chém thôi. Úp bóng nó thua đúng không?
kết hợp thêm hai đấu sĩ nữa cho nó màu đẹp, kết hợp thêm hai chiến binh thì lại thật tốt. Anh thế, what the fuck chơi game chưa gì mà cấp 5 mà có cả con rồng chim long rồi, chưa gì có rồng kim long rồi ai chơi trời. À anh thấy anh có kêu con rồng kim long rồi má, chưa gì anh có con rồng mẹ rồi. Anh có con rồng rồi ai mà chơi lại với anh đây. Để chiến binh đi, con này cúc cúc. Con này thì à, này lại cũng được, nó cũng không mất mát gì. Đồng đồ với bộ thượng long full bạc, thằng bộ thượng long cấp level 4 này nó full bạc luôn. Con vừa la sắp 3 sao rồi kìa, vừa la thêm con nữa là 3 sao vả rồi, 3 sao level 4 rồi, sướng sớm quá. Bố mày chém mày rớt đầu, kích hoạt 2 hết, toàn bộ đều 2 hết luôn. Xe nó là gì đây anh em nha. Nó ra cái quần quầy trời, chính tôi cũng không biết được là nó đang ra cái gì. Giờ mình còn thiếu con, mình có hồi nhỏ rồi, mình thiếu con rồng, ra con rồng là ok, là hợp lý rồi. À, mình level 5 rồi không ra rồng mà đánh trà 124 quê đồng đội ly phi, đồng đội ly si cu ly xin cu phu la xì còn kiểu gắn đau cuồng đồ cũng kiểu khó chịu nha. Đâm ừ cái bỏ mày lại, quấn, ôi quấn nó thêm cái này là ăn rồi, ok, ăn lần, ra con rồng ngọc lòng à, hấp dẫn nha. Yasufu Dashi
Yasu, 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 Fuda, Yasu, Fuda, Chi. Yeah, yeah, yeah. À không, quậy, láo. Nó mà có Yasu lại mau rồi ơi. Thì mà lo lắm đâu. Nó mà có Yasu lại mau rồi đó. Sao mà đầu game với Yasu được. Không thể. Nhưng mà nếu mà có thì cũng là ý trời. Đạt này. Ôi con ốp la của anh đẹp. Nó thua rồi. Con ốp la chết rồi mà con gấu nó mạnh kìa. Ơi ám long. Má khó đâu nha. Nó còn giảm phút má nó còn giảm giáp nữa. Làm bét tẹo không còn gì chơi luôn. Con gấu đúng lực điền luôn. Toàn cung không thôi. Má đụng độ bên thế nữa. Nè con rồng qua nó cứng quá. Đồ này sao chết. Trời ơi thôi kìa kịp ăn được thêm vài con. Đấy con Grena mở lên hút máu là khó là không hiểu rồi đó. Rồi nó hai sao nó hút máu à. Là phát. Nhân phẩm quá mọi người ơi. Cái thằng hồi nãy gặp nè, nó lên mẹ 3 sao hết trơn rồi. À lên 2 sao thôi chứ không phải 3 sao. Nó bắt đầu yếu rồi. Bộ mình bắt đầu đuối rồi bà con. Bộ mình giờ đuối rồi đánh lại tụi nó nữa. Đánh không lại mấy bộ khác nữa. Giờ mình phải thay đổi chiến lược rồi. Có thể được chiến thuật khác thôi. Mà không có nhiều bít lóc ra xu liền.
thấy con rồng rồi anh em ơi. Người ta chơi đàng hoàng. Thì vẫn thua cả, bị tuôn thì vẫn thua anh em ạ. Như vậy mình đừng bỏ hết kiếm. Có một ông chơi hiển long đồ, có một ông chơi chiến binh nữa. Má giả thấy mẹ luôn. Giả mất tù kẹt luôn. Đội hình này chắc trụ được. Anh thấy là đi từ dưới đáy xã hội đi lên với 5 kim long rồi, chuẩn bị lên 9 kim long. Anh thấy lực được kèo, anh thấy carry, anh thấy out trình, anh thấy thắng nguyên team luôn. Chọn 25 kim long, chọn 25. Cái thời gian à, cái đó cũng được. Đó ba. Ai cho mày lấy cái đống đấm đi, cũng gì đống đấm rồi. Rồi thêm cái chất máu nữa cho con xài lát. Cái gì?
Sao bị sút mít thế này? Con rồng này ai chơi? Sáu kim long, rồng giữa, rồng hai mang vuốt rồng với giáp lửa. Con game này có cái nhiệt cỡ anh em à. Má con không về rồi. Xuân này con không về rồi má ơi. Ui con có số à, anh thế. Anh thế có số ra ca luôn rồi à. Thì phải lên chi phèn chứ. Không lên chi phèn lấy gì đánh. Ừ, con rồng anh châu đấy. Ừ, rồng anh châu đấy. Đây, đem tỉ ra đi một đoạn. Không, một đoạn thôi, không đi luôn đâu. Con đi luôn rồi à. À sao thế đi luôn rồi. Mình sẽ có vài sự thay đổi nhỏ nhỏ cho mẹ nha. Chắc chắn là thay đổi rồi. Tao giải đó anh ơi. Đạt mẹ. Anh Đạt này, anh Đạt nè, anh Đạt nè, anh Đạt cắn anh tí. Má nhà mình xịn quá. Trắng chí mạng này. Tốt tốt tốt. Tốt 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 tốt. À. Anh Đạt này, anh Đạt này. Chiêu hồi rồng thần. Nhưng mà con này không ngon. Con rồng mà tí chết rồi, what the fuck. Sao rồng mà tí chết hay vậy? Má, má mình một mình con rồng nó cưng cái tem luôn kìa. Ngộp quá, ngộp quá. Hòa rồi, chịu được luôn. Hòa
Hoa rồi, hoa rồi, hoa rồi, hoa rồi, rồi. Hoa, hoa, hoa. Ơ. Ủa, gì nữa? Chưa mà. Hoa mà chết luôn kìa. À, thế mình vô được top 5 rồi à mọi người. Ở đâu vẫn chưa. Vẫn đang còn nhiều người lắm. Xích AD ở lại nè. Lụi vô. Đúng rồi. Tạc. Giảm CC rồi. Lụi tiếp. Tạc. Bốp. Tác tiếp. Đi. Rồi tỉ một thằng và chính thức bực lòng vào top 8. À top 5. À đúng rồi, tỉ một thằng và chính thức lòng vào top 5. Và đang trong tay là 4 người, 5 người. Trong đó mình là người mạnh nhất ở đây. Vậy lấy ứng kỳ sĩ đó là không lấy biết nữa. Chính bỏ gì vô, chính là bỏ vô Huyền Long rồi, không có được. Huyền Long mà không được, hai kỵ sĩ bỏ ra không được. Thank you.
kẹp kỳ sĩ luôn, cánh phép. Chứ em còn con ngựa nữa em bán mẹ rồi. Ôi sao lụi sai chỗ rồi, phải lụi cho chỗ con siêu quy chứ má canh. Má chết rồng thiệt chứ không dụ đâu. Lại tới mệt, lại tới mệt, để chết rồi, chết mãi rồi, bu đá rồi. Má nó phải chết mới đúng chứ. Shiba Shiba. Đấy, em đang kiếm rất là nhiều rồng luôn, rồng 10 tiền rồi hết. Em đang kiếm cái Savina cái đã. Nổi sao lại không? Một cái đéo gì mà nó bắn lực điền thế. Má nó bắn thấy mày, nó bắn đúng lại luôn á. Đeo hổng rồi anh em ơi. Mình dừng là má cho giờ toàn nhà gì đâu không à. Toàn nhà Thượng Long chơi với nhau thôi. Đây là đây con rồng nó sẽ lụi thẳng qua chỗ kia nè, lụi vô, đúng rồi, tát hết. Em thấy là đúng rồi, thấy nó cảm chứ mà chết thiệt, kiểu đéo gì mà nó mạnh dữ. Top 3 rồi anh em ơi, má toàn mấy nhà Thượng Long chơi với nhau không à, má mình phải lấy kỵ sĩ cho nên bụp giáp cắn phép vô, rồi. Nào rồi. Thôi ra đi mọi người ơi, ra tự. Má nó mạnh. Sao? Phong phân thôi anh ơi. Hay là anh muốn chơi hạt à, đánh lên tới FQ suốt. Nè em là bà chị hết rồi. Giờ ít cũng được lắm. Tại đánh thường cũng được mà. Phải, mà này không phải bất kỳ mà là do đông quá nó không qua lại. Thôi cái gì? Đúng rồi. Tối hả? Đâu này không? Còn 2 drop nè, 3 drop nè. Vô. Mời đi.
chưa? Bây giờ mình sẽ chơi trận nha bà con. Kích 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 kích. Thank you.
đi người anh em nha, Bangkok. Mọi người đợi đi xíu nha, bây giờ sẽ vô trận cho mọi người. Let's go! Mọi người nhường nhau nào. Mọi người nhường nhau đi nào. Xem bài mình chơi gì nha. Bài này thì lại ngon nhỉ. Nó lại ngon nè. Kích hoạt ba pháp sư ba người. Nó ra cái gì đây? Từ bây giờ
giờ đừng hòng em lên cấp nữa. À, ông nào lấy quà trời cho đấy. À, đạt là cấp 5 rồi nhưng không có tướng. Pháp sư, à thôi chết mẹ nó, tôi phải thua mày đúng chứ. Chị hút thêm cái nữa. Xong rồi, anh đi. Ôi, con ba rớt rồi kìa. Gì lát? Con thờ rết 2 tiền thôi. Con thờ rết này lượm. Có sát thủ này. Không biết nữa, Olaf luôn rồi. Đó không thấy lúc kia dùng tiền đến lên cấp nữa. Sao quà trời cho anh không cho em? Ừ.
À, gặp anh, gặp anh Tân nè. Cắn, cắn. Má là yêu, yêu quá đi trời ơi. Hết toang rồi anh em à. Chấm dứt rồi anh em à. Soda được kìa. Má quấn mình kia quấn nó không chết được luôn, không được con nào luôn. Anh Đạt nhớ, em nhớ đấy. Sao không thể quên được cái nỗi này đây? Anh đỡ đi. Lát. Xin miếng hay quá, làm xong hết rồi bỏ vô miệng ăn khạch. Đứng lên, đứng ghế một mình buồn. Hút cái nữa. Ủa sao hút cái nữa? Chết mẹ rồi. À, chết tua rồi. Ai cho? Ai cho?
còn có kỳ quá nhiều tiền để có thể mất. Bá sao anh đặt to vậy? Anh đặt hơi to nhá. Anh đánh đổi cái gì? Quá đi mất. Chơi cho chung cho vui. Ủa má sao chết mẹ nhện rồi, còn gì chơi? Rít máu. Rít máu. Hết máu rồi. Đúng không? Anh thả hơi đúng không? Gặp gì ướp đồ luôn ạ. Má con rồng mà nó nhảy hai lần. Chỉ là hiểu lầm mà thôi.
anh với cô ấy chỉ là bạn mà thôi. Lực không kịp rồi. À đụng độ với anh Thế à. À đó đụng độ với lại là phó thủ top 1 rồi. Còn 100 máu bỏ đi xuống. Anh Thế có ấm lòng luôn rồi kìa. Còn ấm. Chết tiệt. Sắp đi rồi anh Thế ơi. Em sắp đi rồi anh Thế ơi, còn cái nick rồi. Cái gậy khổ quá nè, bỏ vô. À là đụng độ với top 8 là sao? Anh đi, em cắn chết anh rồi. Cắn cái nữa này rồi, xong rồi. Subscribe motherfucker. Hù, mà đéo chết rồi. Cắn là không chết luôn à. What the fuck? Cắn là nhảy lên rồi. Hù, không chết rồi. À, chỉ còn máu thôi. Đấy rồi, đến lúc lật kèo. Bye. 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 Thế nha, Thế nha. Không, em Thế, anh Thế nha. Ôi trời ơi. Lại đụng độ với em xin F3. Ủa sao nhiều người chơi ấm lòng dữ vậy ta? Ông rồi 8 ấm lòng rồi nè. What the fuck, sao chém được hay vậy? Chết tôi rồi. Còn kết cả xà tiễn nữa chứ. Ôi, đúng quá, cái chết luôn con gì rồi. Quýnh cái nữa, quýnh một cái là phạt.
xong rồi. Anh đi rồi. Anh gỡ cái gì? Anh gỡ cái gì thì anh gỡ đi. Gỡ cái gì thì anh cứ gỡ đi. À, em xin lỗi bà nhìn cứng quá. Bán ngô đồng đi anh ơi. Một người chơi thượng long á à, lại ám long này. Tám lẹ đi. Chín máu thôi anh ơi. Tha. 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 Vẫn chết à. Sáu máu. Ừ, sáu máu. Đau lòng quá. Anh bán đi. Thương nhau đi anh ơi. Cái này là anh ép em đấy, em không biết đâu. Cái này là nếp em đấy Tân à. Ra. 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 Thì nó là con nhảy nhảy mà. Em cũng không biết sao nhảy ghê vậy. Thôi đừng có quýnh nữa. Ừ anh đi đi. Anh chưa chết hả? Anh chưa đi à? Anh chưa đi xem vô top 8 đây. Ồ
ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay của mình nha. Hãy like, subscribe cho kênh mình nếu các bạn thấy hay và ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.